Hòa thượng chứng minh ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng ni. Hôm nay con tỳ kheo huệ nhân cùng đại diện cho chư Phật tử tại chùa Liên Hoa có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch quý ngài, chúng con kính nghe, vui thay Đức Phật Giáng sinh, vui thay giáo pháp cao minh, vui thay tăng già hòa hợp, vui thay tứ chúng đồng tu. Hôm nay là ngày rằm trăng tròn tháng Vesakha, khắp nơi hàng đệ tử Phật cung kính đón mừng kỷ niệm ngài Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thị hiện đản sanh cõi Ta Bà Phật lịch 2563. Trong dòng chảy đó, chùa Liên Hoa chúng con cùng tổ chức cúng dường Phật đản. Vào giờ này đã đến giờ cử hành nghi thức khánh đản cũng như đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Phật giáo Olympia chùa Liên Hoa. Chúng con xin thành tâm bái thỉnh quý ngài từ bi hoan hỷ quang lâm hội trường để cử hành nghi thức khánh đản. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Trên quý ngài đã hoan hỷ hứa khả, chúng con xin thành tâm bái thỉnh cung nghinh quý ngài quang lâm hội trường. Chúng con xin mời quý Phật tử đồng đứng dậy để cung nghinh chư tôn đức.
Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức an tọa. Chúng con xin cung thỉnh mời quý Phật tử an tọa.